Các bạn thấy ở đây thì nó còn đẹp khoảng độ tầm trên 90% và đặc biệt nhất đó là cái chiếc ghế này nó là cái một. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tháp An. À, tiếp tục cái tuần lễ sale tri ân khách hàng thì ngày hôm nay thì Ngọc Tháp An tri ân các bạn một trong cái phân khúc mà rất nhiều người mong đợi đó chính là với uh, chiếc Panasonic MA86 Thay vì cái mức giá là 58 triệu mà Ngọc Gia Pan đang bán như bình thường Thì ngày hôm nay Ngọc Gia Pan tri ân các bạn mới cái mức giá là 50 triệu à, Thì thực sự nếu những ai mà theo dõi kênh của Ngọc Gia Pan Và cũng là chứng kiến những cái sản phẩm mà Ngọc Gia Pan đã tri à, ân Thì đều thấy được rằng là những chiếc ghế mà Ngọc Gia Pan tri ân khách hàng Đều là những chiếc ghế mà Ngọc Gia Pan đã tuyển chọn rất là kỹ à, Và quan trọng nhất ở đây là sau tất cả những cái buổi tri ân Thì những chiếc ghế này thì nó chỉ... Uh, sau một uh, thời gian ngắn khi mà lên video là mọi người đã chốt luôn rồi. Bởi vì thực sự những sản phẩm tri ân này thì mọi người đều nhận thấy những cái chiếc ghế nó còn rất là đẹp. Thì câu chuyện ở đây là với cái mức giá tri ân uh, giảm tới 8 triệu và đang còn là 50 triệu như vậy thì chiếc Panasonic MA086 nó có cái ưu điểm gì để cho chúng ta có thể là lựa chọn và có xứng đáng với cái mức tri ân như thế hay không thì việc đầu tiên chúng ta phải đánh giá về cái hình thức uh, của một chiếc ghế massage bởi vì một chiếc ghế massage nó rất là quan trọng ở cái hình thức đặc biệt là cái độ đẹp của chiếc ghế nó sẽ thể hiện được lên rất là nhiều thì với chiếc ghế mà Ngọc Giang Ban đang quay chi tiết cho các bạn thấy ở đây thì nó còn đẹp khoảng độ tầm trên 90% và đặc biệt nhất đó là cái chiếc ghế này nó là cái màu đen một trong cái bản mà được uh, những cái người dân Việt Nam chúng ta ưa thích rất là nhiều bởi vì màu đen nó là một trong cái màu mang lại cái sự sang trọng cũng như là sự sạch sẽ. Uh, thêm nữa thì ngoài cái vấn đề như vậy ra thì cái phần tính năng của chiếc Panasonic MA086 này nó có cái ưu điểm gì để chúng ta có thể lựa chọn thì đây là một trong những cái mẫu sản xuất năm 2016 2017 một trong những cái phân khúc rất là cao của dòng uh, Panasonic thì MA086 thì nó là một trong những cái bản cao cấp của dòng Panasonic nó vượt qua uh, những cái chiếc uh, MA7374 và sau đó thì MA058068 và đến cái đời này đó là chính là chiếc Panasonic MA086. Thì bản này nó có nhiều cải tiến hơn rất là nhiều so với các thế hệ đàn em đợt trước thì uh, nó có thêm đó chính là uh, về phần con lăn đã nóng chế độ sưởi hồng ngoại và cái form dáng ghế nó cũng làm thiết kế hai bên cạnh sườn nó sẽ khác hơn và quan trọng hơn nữa là trong cái bộ khối động cơ này thì nó có một số cái linh kiện mà nó đã cải tiến để cho cái động cơ nó sẽ làm việc được chắc hơn Và cái thao tác massage của chiếc ghế nó sẽ đi vào hiệu quả sâu hơn Tức là ở trên cái con năn này các bạn thấy nhé Nó sẽ đi uh, chi tiết hơn và uh, khi mà nó massage Thì cái con năn này nó sẽ làm được nhiều cái động tác nó hỗn hợp Nó tốt hơn những cái thế hệ trước Thì như các bạn có thể thấy ở đây Đối với một chiếc ghế massage đã qua sử dụng mà nó còn đẹp như thế này Thì thực sự đây là một trong những cái điều rất là xứng đáng để chúng ta bỏ số tiền ra 50 triệu và chúng ta sở hữu được một chiếc ghế nó đẹp và từ bên trong cho đến bên ngoài như vậy thì đây cũng chính là cái lý do tại sao những sản phẩm mà Ngọc Japan tri ân nên đối với tất cả mọi người thì lại rất nhanh chóng được mọi người chốt đó chính là nhờ À, cái sản phẩm tất cả những sản phẩm của cha ban tri ân đều lựa chọn rất là kỹ và quan trọng nhất đó đều là những sản phẩm đẹp và hơn nữa là nếu các bạn dùng trong vòng một tháng thì các bạn vẫn có thể đổi được sang sản phẩm khác mà các bạn không bị trừ bất kỳ đồng tiền nào à, và các bạn vẫn được hưởng cái chế độ bảo hành là về phần da 5 năm và về phần toàn bộ động cơ máy đó là một năm nỗi một đổi một và nếu các bạn có nhu cầu về cái chiếc ghế massage nội địa nhật này thì các bạn hãy liên hệ với Ngọc Sapa theo số điện thoại 097 494 5555 à, mình sẽ gửi ảnh chi tiết và tư vấn cụ thể hơn để các bạn thấy rằng là chiếc ghế này có phù hợp với mình hay không và thực sự với phân khúc 50 triệu thì đây là một trong những cái món quà rất là xứng đáng để các bạn có thể lựa chọn dành tặng cho gia đình mình một sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu.